Tiếng rất là ok nha. Con này hát karaoke và nghe nhạc cực đỉnh luôn. Tiếng cực kỳ trong và echo delay nó rất là hay nha các bạn. S cực kỳ mạnh. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình lên một con Amply Ariran hàng cổ. Hàng cổ nha. Model là SBA 203 3 la mã. Cái đời này là chạy tích hợp là 8 con sò MOSFET công suất lớn, là thông số là SK1018 STK1018. Thì cái MOSFET đời mà cái số 1018 là công suất lớn, chịu dòng tải cao, là cao nhất trong các đời MOSFET của Ariran. Thì cái đời này là đời đầu trang bị là tăng phô đồng luôn. Chắc chưa? Con này được sản xuất vào năm 2005. Rồi bây giờ mình sẽ quay nội thất cho các bác xem. Con máy hôm nay là hàng tiễn của model Ariran, hàng đời đầu sản xuất vào năm 2005. Máy là hình thức còn đẹp long lanh và bo mặt zin nha các bạn. Hàng cổ sử dụng siêu bền và hộp dạng nằm trong cái lĩnh vực mà karaoke là con này đáp ứng rất là hay. Toàn bộ là xanh lét hết. Tăng phô ở đây là tăng phô đồng 100% nha các bạn. Đời này là 2005 nên được trang bị linh kiện chất lượng, nguồn đồng nè, và toàn bộ cái vỏ máy á, cái vỏ máy, cái độ dày của em nó dày hơn những cái con đời sau rất là nhiều. Đã hàng được đầu, đời đầu là đảm bảo phải chất lượng nó phải đẹp, đẹp đỉnh, đẹp chuẩn. Là được gáp nè, tăng phô đồng, tăng phô xuyến bằng đồng, công suất lớn, độ bền cao, cực cao luôn nha. Và trang bị bộ vỏ dày. Bộ vỏ này nó dày hơn các bộ vỏ của Ariran đời sau có quẹt, dày hơn rất là nhiều. Cái nắp cũng rất là nặng nha các bạn. Đây, nắp nhúng không xuống nha. Hàng đợt đầu là nó dày kinh khủng. Độ bền nó là siêu cao. Nó cao và nó hát cực kỳ hay, ổn định. Đó, thì con máy hôm nay là hàng tiễn còn đẹp và zin hát tốt. Mình sẽ quay chi tiết toàn bộ cho các bác xem. Mặt tiền là còn ok ha. Núm là núm zin hết nha các bạn. Núm zin từng con volume. Đã máy zin là không thay thế gì nha. Đó, núm nè. Tiếng nhạc rất là hay. Hai kênh đồng đều nhau nha. Tem Mexico 7 màu đây. Con này phải nói là hàng chắc âm tốt nhất của Ariran.
Dạ, cái độ nặng của em nó nặng hơn cái con đời sau rất là nhiều. Các bác mà so sánh ghi lên thử là sẽ biết. Toàn bộ bo mạch bên trong là màu xanh hết ha. Bỏ qua quảng cáo. Đó. Đây. Con máy đẹp long lanh nha các bạn. Tăng khô đồng là thấy cái giá trị nó rất là cao. Rồi chúng ta sẽ xem ở phần sau của con máy. SPA 203 ba la mã. Thì hôm nay mình về được cái sản phẩm này là hàng rất là chất lượng nên mình sẽ giới thiệu sớm cho các bác. Nếu mà bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ mình. Hàng cổ Adidas xài bảo đảm cực kỳ bền. Điện trở là 5 dòng màu không nha. Zin đẹp, hát tốt, độ bền đỉnh, thuộc dạng là tầm máy sưu tầm. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vô phần công suất. Là đời 203 ba la mã này là trang bị nhôm cực kỳ bự, miếng nhôm lớn nha, nhôm này nhôm đại. Nhôm này là nhôm đại, giải nhiệt, mát cho máy cực nhanh. Và được trang bị là 8 con sò SK1018. Công suất lớn nên cái đời này không có quạt giải nhiệt. Tại vì cái công suất của con phét này rất là lớn. Và trang bị nhôm lớn nên giải nhiệt rất là ok cho con máy. Đời này không có quạt, xài vẫn ngon lành và đạt tiêu chuẩn. Máy công suất lớn, hát khỏe và hát ổn định, không nóng máy. Một bên 4 con nha các bạn, phét nè, máy là zin nha. Và linh kiện là điện trở xịn, 5 dòng màu hết. Điện trở này là điện trở nhập Nhật hơn nha các bạn. Và cái cặp tủ của cái đời máy này còn hoạt động cực kỳ ok luôn. Dòng nạp là trên 1A. Khi mình cắm điện vào dòng nạp nó quýt lên hơn 1A, là chứng tỏ cặp tụ 10.000W này còn hoạt động rất là chuẩn. Tụ này là trên 15 năm rồi, sản xuất năm 2005 tới bây giờ năm 2021 chứ lộn. Là hơn 10 năm, mười mấy năm rồi nha. Hàng cổ, hát tốt, hàng tiễn. Rồi mình chỉ giới thiệu cho các bác như thế thôi ha. Máy là khúc đầu mình đã test phần karaoke tiếng ngọt như mía lùn. Bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ mình để mua con máy này, thì giá hành lý là 1.4 triệu nha các bạn. Hình thức con máy còn đẹp và đậm chất hàng cổ sưu tầm. Giá con này là 1.4 triệu không bao ship. Bác nào ưng ý thì cứ liên hệ mình để chốt đơn. Thì mua hàng vui lòng cọc tiền trước 100-200 ngàn, vài trăm ngàn mình mới gửi cho các bác nha. Còn bác nào mua hàng mà không cọc tiền trước là bắt buộc mình không lên đơn. Quy định quy luật bên mình như thế thì các bác cũng không cảm cho mình. Mua hàng thì chúng ta chịu khó mình cọc trước cũng có sao đâu các bạn. Mình cọc trước thì cái người bán hàng người ta sẽ yên tâm và người ta sẽ đóng gói có thể là kỹ hơn, và người ta an tâm, người ta sẽ làm rất là ok cho các bạn. Nên các bác hãy tin tưởng
và nếu có mua hàng thì chúng ta hãy cọc tiền trước ha. Đó, con máy hôm nay hàng cổ Adidas SBA2033 mã, toàn bộ bo là bo màu xanh lá và trang bị nhôm lớn và sò MOSFET công suất lớn, thông số là SK1018. Đó, tiếng sáng khỏe, hát hay. Phần nghe nhạc và karaoke của con máy cực kỳ đỉnh và còn hoạt động tốt như máy mới. Con máy này là hàng cổ nên các bác cứ quẹo lựa mà liên hệ em, số lượng chỉ có một con duy nhất. Rồi, clip mình hôm nay quay chỉ có như vậy. Cảm ơn các bác đã xem video nha. Tiếng con này nghe cực kỳ đỉnh. Mình test nghe quá phê rồi. Rồi, video mình quay tới đây kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Xin chào.